Chính phủ Singapore cho biết kế hoạch mở cửa trở lại đất nước bước đầu có tên là đường du lịch. Chương trình này ban đầu được áp dụng cho du khách tới từ hai nước Brunei và Đức và sẽ mở rộng thêm 9 quốc gia khác vào tháng 11 tới, bao gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp, Italia, Hà Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Mỹ. Du khách tới từ các quốc gia này khi nhập cảnh vào Singapore sẽ được yêu cầu xuất trình bằng chứng được xác thực về việc tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể nhập cảnh vào Singapore mà không cần phải cách ly. Theo chiều ngược lại, hầu hết các quốc gia trong danh sách trên đều đã mở cửa hoàn toàn cho du khách tới từ Singapore. Quốc đảo Sư Tử cũng đã mở cửa biên giới cho khách du lịch tới từ Trung Quốc.